Là em đây siêu ly được mẹ trái đất sinh ra, là được quý giá nhất thiên nhiên dành cho chúng ta. Đẹp xinh như muôn hoa ngày như xuân sáng ngời, là vì em mang theo một tâm hồn đầy tình yêu. Em muốn nơi để cùng giúp đỡ mọi người, mình sống tươi vui xung quanh một tràn tiếng cười. Mọi người ơi, tôi khẳng định với mọi người là ở đây có ma đó. Thôi mà đừng có suy diễn nữa. Tôi đọc sách ở đây thường xuyên mà, làm gì nghe nói có ma đâu. Nhưng mà tin tôi đi, mấy cái chuyện ma cỏ này á, để tôi lo. Tôi đã nói là không có rồi mà. Tin tôi đi. Yeah! Ê chà! Chú có vậy? Ai chơi cái gì mà kỳ dữ vậy? Chú có sao không chú? Ai cha, ai cha, cái lưng của tôi, ai cha. Chết rồi chú ơi vậy? Xíu lì, tôi đã nói. Trời ơi, đụng chuyện rồi, chạy nhanh hơn cả tôi nữa. Trời ơi, chú gì mà xui quá trời xui. Cặp xui quại luôn, người ta đã ghét rồi, còn ghét thêm nữa. Nãy giờ mấy cậu ở đâu vậy? Tại sao không có mặt tại thư viện? Đi tìm cái đậu cụ ghê gớm nè. Con có thấy sợ chưa? Con thấy hai cậu để mặt thật, mọi người sợ hơn. Thôi nghỉ đi, không chơi nữa đâu. Làm cách nào để gây thiện cảm với mọi người đây ta? Loài người thật khó hiểu quá đi à. Bạn có sao không? Đứng dậy, có sao không? Mình không sao đâu. Hay là tụi mình đưa bạn xuống phòng y tế nha. Nhưng mà bài tập thì sao? Để tụi mình làm cho. Vậy để tụi mình làm bạn nha. Đi xuống đi. Thôi. À, thì ra được mọi người quan tâm đâu phải là khó đâu, dễ mà. Đây sẽ là cách tiếp cận chớp chớp. Chớp chớp nè. Hỏi bạn nha, bạn là con trai hay con gái? Bạn nói gì vậy? Sao hồi nãy mình té bạn?
đỏ. Nói lớn nào quá. Ủa, bạn mới té à? Trời ơi, không biết luôn. Trời, nãy giờ té cái ạch xuống xuống kêu nè, có người té nè. Đâu ai nghe. Dạ, đau quá. Đâu ai nghe đâu, vô tâm đi, vô luôn. À, tại vì mình đeo tai phone nghe nhạc đó nên mình không biết. Thôi Đoàn, đau quá. Thôi, đừng có nói nữa. Do bạn ghét mình, bạn không thích mình, bạn không muốn chơi với mình nên bạn mới làm vậy, đúng không? Đúng không? Không, đâu có đâu. Thôi, kệ, đau té bỏ. Xíu ly. À dạ. Xíu ly. Kệ tôi đi, đừng quan tâm tôi. Quan tâm, cấm quan tâm nha. Cấm quan tâm nha. Ê, tôi thấy á, hình như cũng muốn làm quen Xíu ly đúng không? Thì nhưng mà tôi thấy á, hình như Xíu ly không có thích tôi. Xíu ly có kiếm chuyện với tôi hoài à, nhưng mà tôi không hiểu gì sao luôn á. Hay là ông tới thử tiếp cận, hỏi chuyện người ta thử xem. Nhưng mà tôi ngại lắm. À, tôi có cách này nè. Nhưng cô hồi nãy á, ông mua một chai nước, ông tới xin lỗi. Tiếp cận nói chuyện người ta là được gì. Yên tâm đi. Mua chai nước để làm quen á hả? Được chứ. Đi mua chai nước đi, yên tâm. Ghê, mua nước làm quen với chị luôn. Ta, mà nói trước nha, chị chảnh lắm à. Thuốc tôi nhờ mua đâu rồi? Nè, cảm ơn bạn nhiều. Hả? Ê chú Giáp, bạn mua cái chai nước đó cho bạn này hả? Ờ. Gì kỳ vậy? Cái đồ đáng ghét. Sao vậy? Sao vậy? Siêu lì, idol âm nhạc của tôi. Muốn mua nước phải nhờ giống tôi chứ. Việc gì phải la lớn vậy? Hả idol? Thôi đi. Nè, lớn chuyện rồi. Bạn muốn uống nước hả? Khỏi đi, không cần uống đâu, mệt quá. Cháu gái à, tại sao lại giận dữ vô cớ vậy? Sao ghét người ta? À, cái thằng nhóc chớp chớp á hả? Con thấy nó bị cái vấn đề này nè. Với lại nó cũng đâu có cái tài năng đặc biệt gì đâu. Còn muốn kết thân gì nó? Bậy phải thân chứ. Mình phải chơi thân chứ. Nhưng mà con không có biết giả vờ. Con không có thể nào kết thân được với cái gia đình nông dân siêu phạm xấu xa đó được. Ráng đi mà. Con phải chơi thân với gia đình chết chớp. Con mới nắm được điểm yếu của gia đình nông dân siêu phạm. Rồi con mới giúp bọn ta đánh bại cái gia đình đó được chứ. Rồi lúc đó con sẽ được gặp ba của con. Nhưng mà con không có cách nào có thể giúp được. Tự nhiên cái mặt vô đây học à. Ghê luôn á. Đi học. Hả? Tại sao con lại ngạc như vậy? Con sẽ phải đi học. Đúng. Phải học ở mấy cái nơi làm ta ghét nhất. Đó là trường học Quân. Đi học thì liên quan gì tới việc gì tiền bạc của con? Có chứ. Con phải nên nhớ, gia đình nông dân siêu phàm là một nhóm người chuyên đi phá hoại ước mơ của người khác. Và nhóm người đó sẽ phá hoại sự đi tìm cha của con. Con hãy nhìn đây. Đây chính là nhóm người gia đình nông dân siêu phàm. Họ sẽ cản trở ước mơ đi tìm cha của con. Và con phải tìm cách tiêu diệt nhóm người gia đình nông dân siêu phàm. Ta đã có cách để cho con kết thân với bọn chúng. Con dẫn như vậy làm sao nó thấy được? Con đã thấy chưa? Ta nói lại từ đầu. Thôi. Cháu gái ta đủ thông minh để hiểu tất cả những chuyện này. Cháu gái à, đó chính là lý do tại sao ta phải bỏ tiền ra để con học vào cái ngôi trường đó, để tiếp cận với chớp chớp và gia đình nông dân siêu phàm. Trời trời, em hiểu gì luôn á trời. Tự nhiên cái người mình ghét cho mình đi học chung. Trời trời, nói vậy mà nó giờ không hiểu gì luôn hả trời. Trời trời, gì mà dở hẹn vậy trời. Trời trời, từ nãy tôi nói quá trời quá đất quá trời. Trời trời, có hai thằng khùng hả trời. Để tôi giải thích cho cháu gái tôi hiểu. Hai ông tránh sang một bên. Cháu gái à, cháu đang nghe một câu người đời hay nói: biết địch, biết ta, trăm trận, trăm thắng chưa? Gia đình nông dân siêu phàm là chướng ngại lớn nhất của chúng ta. Bởi vậy,
ta cần cháu vào trường học tiếp xúc với Chớp Chớp, tìm hiểu khai thác thông tin của gia đình nông dân siêu phàm, và quan trọng nhất là khai thác cái điểm yếu về năng lực của cái gia đình nông dân siêu phàm đó, rồi con về báo cáo cho chúng ta biết. Lúc đó chúng ta sẽ một lúc tiêu diệt cả lũ bọn nông dân siêu phàm. Ôn khổng không ổn. Không thể nào để cháu gái ta một mình làm chuyện này được. Nó làm không xong đâu. Bụi, khó lơ, hai người hãy nghĩ ra cách nào đó để hỗ trợ cháu gái ta, giúp cho nó xích lại gần cộng đồng loài người đi. Hãy giúp đỡ cháu gái của ta đi. Nghĩ đi. Tôi có cách. Nữa hả? Cái lúc cần gọi tư vấn thì không có gọi được. Chúng ta có một điều vui bất ngờ cho con đây. Cái gì vậy? Hôm trước á, chúng ta học về những cách bảo vệ môi trường sống như cộng đồng đúng không nào? Đó là chúng ta sử dụng những nhiên liệu sạch nè. Chắc là làm mưa của cậu Bụi rồi. Nguy hiểm quá. Bây giờ bảo đi giúp đỡ mọi người đi. Mình sẽ đi tìm cách để đẩy bụi hóa khỏi chỗ này. Ngươi đã bị chúng quay lên quả bấn của ta rồi. Mình bị nhiễm virus rồi. Đó là cậu Bụi. Chết rồi, mình đã phá hỏng kế hoạch của cậu rồi. Bây giờ mình đi giúp ai đây? Mà do kìa. Chí hùng nè. Chí hùng nè. Nè. Bạn có một siêu năng lượng đặc biệt nó như vậy luôn á. Không có gì đâu. Cũng nhờ bạn. Nhờ bạn mà thổi gió đuổi bụi đi mà. Cũng tại vì Siêu Ly giỏi quá. Chớp Chớp giỏi quá. Wow, không ngờ Siêu Ly cũng là một nữ sinh siêu phàm đó nha. Vậy là lớp mình có hai anh hùng chính nghĩa rồi đó mọi người. Siêu Ly giỏi quá. Yeah. Thành công.
Hai người làm gì vậy? Làm gì mà vui? Con bé đã kết thân được cái bạn trong lớp của nó rồi. Vậy là kế hoạch đầu tiên của chúng ta đã thành công rồi. Yeah. À, đau quá. Đau lắm hả? Thêm tôi chưa đủ đau sao? Ông muốn đánh nữa. Ủa đau lắm hả? Ủa, vậy là chúng ta sắp chiến thắng gia đình nông dân siêu phàm rồi hả? Còn phải hỏi. Ủa, vậy tính ra tôi là chốt lý của hai người hả? Đúng rồi. A hi hi đồ ngốc. Linh, mình với bạn làm bạn nha. Chào mừng bạn đến với trường học Cool. Yeah! Ngồi xuống đi Siêu Lì. Siêu Lì, sao em không vô tôi thế chạy với các bạn đi? Siêu Lì nghe. Mình gọi bạn nhắn bạn mai đến trường sớm chút xíu nha. Hả? Chi? Mình quyết định rồi, mỗi ngày mình sẽ kèm bạn tập chạy, ngày nào cũng tập, rồi bạn sẽ tiến bộ lên thôi. Vậy nha, mai mình chờ bạn ở sân á, nhớ tới nha. Chóp chóp ơi, chóp chóp. Em cun hoài. Cùng cun vận động mỗi ngày, thu thập thẻ cun, nhận quà từ cun. Sang thẻ quà cun trong mỗi lốc sữa cun bất kỳ. Tích lũy 24 thẻ, đổi ngay một quà cầm tay cun, thổi bay cơn nóng mùa hè. Tích lũy 36 thẻ quà cun, đổi ngay một ba lô hoodie cun, không ngại nắng cũng chẳng sợ mưa. Tích lũy 40 thẻ quà cun, đổi liền tay một bóng phản quang cun, thỏa sức vận động cả ngày. Sang thẻ siêu vận động, đổi một đôi giày Martin cun siêu ngầu. Cực sốc, sang được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một chiếc máy tính bảng iPad Gen 9, học online thêm phần sáng tạo. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022. Sang quà cun ngay thôi các bạn ơi. Câu thoại mà làm gì mà mình nhận nói con rồi đấy, mình phải suy nghĩ sao cho mình nói sao cho nó